Sạt lở kinh hoàng tại Vĩnh Long, 12 căn nhà trôi sông. Đoạn sạt lở ven sông Cổ Chiên đã cuốn trôi 12 căn nhà, vườn cây ăn trái. Ao nuôi cá của các hộ dân ở Vĩnh Long, ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 12, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã sơ tán 17 hộ dân với 80 nhân khẩu ra khỏi khu vực xảy ra sạt lở ở ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, vụ sạt lở xảy ra vào chiều tối ngày 5 tháng 12 tại ấp Bình Thuận 1. Điểm sạt lở dài khoảng 500m, sâu vào đất liền khoảng 250m, làm 12 căn nhà của người dân ven sông Cổ Chiên bị thiệt hại. Ngoài ra, khoảng 10 hectare đất vườn cây ăn trái, hai ao nuôi cá của người dân, một xe cuốc đang thi công công trình đê bao cũng bị rơi xuống sông. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Nhiều người dân cho biết vụ sạt lở xảy ra rất nhanh. Họ chỉ kịp chạy ra khỏi nhà mà không mang theo tài sản gì. Ngay trong chiều và tối ngày 5 tháng 11, chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường khảo sát, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.